bé hai đi với có anh rồi đó mà, anh Dạ với đúng rồi, em. anh đó nha. Da mình đi cũng đỡ hè, nhưng mà vẫn mụn, không biết đến khi nào hết mụn. Hết vậy thì Nhiều khi hết vậy thì vẫn còn lên. Hết vậy thì là già, chị ngôi già. Mình nên muộn quá dễ năng. Mẹ đó rồi bé. Nhà mẹ về rồi. Mẹ không gội đầu. Như lấy áo rồi. Vui. Có lỗ luôn. Cái mũi xịt lên chị, xịt lên đợi bé bên kia chứ, hai người kia đi trong mà.
Đau quá. Không, cái mũi của con, đừng chặn cái mũi. Alo. Alo. Ừ. À, chị nghỉ chứ chị? Chưa em. À, em có chị em mua em mình. Ok, ok, em qua đi. Nghỉ chứ chị? Chị nghe em. Alo. À. Chị ơi, bên kia có ai cho bên em bớt được không? Bên em chỉ còn 7 người đợi lận mà có 3 người làm chứ mấy. Lấy nghĩ à. Ai dạ. Để chị coi, chị cho ai đó qua. Dạ. Chạy qua liền á. Dạ, chờ dạ. Đứa mồi nhà mới qua cho nhanh cha nha. Mày rủ một đứa mua ra đi nè đi. Thì rủ đi. Đi đi liền luôn đi chứ không 7 người chờ luôn. Ngài Niên Lý nghĩ cha. Đây. Ok em. Rồi banh càng đi đây mới làm được.